Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh, Tân Luật, Hội Thánh giữ bản quyền, ấn bản năm Nhâm Tý 1972, in tại nhà in Trung tâm Giáo hóa Thiếu Nhi Thủ Đức. Tiểu tự: Phàm con người phải biết có chi trên đầu, cái không trung trên đầu ta đó là trời, đấng cầm quyền trên ấy là đấng tạo hóa, là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là Chúa Tể cả càn khôn thế giới. Này đấng tạo hóa lấy danh lập đạo là Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, dùng huyền diệu tiên gia đến dựng nơi nước Nam ta. Một nền chân đạo rất cao thượng mà độ rỗi nhân sanh khỏi luân hồi, gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đức Thượng Đế vì thương yêu nhân loại đến độ rỗi chúng ta, lại gọi mình là Thầy, kêu chúng ta là môn đệ. Vậy nên chúng ta phải hết lòng kính mến và sùng bái đấng tạo hóa, và hết dạ tin ngưỡng cái đạo rất huyền vi màu nhiệm của đấng Chí Tôn. Cái tôn chi của đại đạo là gồm cả ba đạo chánh là Nho, Thích, Đạo. Chuyển cả ba đạo ấy mà hiệp lại làm một. Nên chi chúng ta tu đại đạo thì phải noi theo tôn chỉ của tam giáo mà tập rèn luyện tâm tánh, là phải nắm trọn tam can ngũ thường, dạng giữ tam quy ngũ giái, và cần luyện tam bửu ngũ hành. Người mà gồm được hết cả ba thì là gần thánh tiên Phật vậy. Đạo Pháp, chương 1, về chức sắc cai trị trong đạo. Điều thứ nhất, trên hết có một phẩm giáo tông là anh cả, có quyền thay mặt cho thầy mà dìu dắt cả tín đồ trong đường đạo và đường đời. Đức giáo tông có quyền về phần xác chứ không có quyền về phần hồn. Đức giáo tông đặng phép thông công cùng tam thập lục thiên và thất thập nhị địa giới mà cầu rỗi cho cả tín đồ. Chư tín đồ phải tuân mạng lệnh phẩm này. Điều thứ nhì, kế đó có ba vị chưởng pháp của ba phái là Nho, Thích, Đạo. Ba vị ấy có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành, hoặc của giáo tông truyền xuống, hoặc của đầu sư dâng lên. Như hai đấng chẳng thuận thì phải dâng lên cho hộ pháp đến hiệp thiên đài cầu thầy giáng xuống mà sửa lại. Ba vị ấy có quyền xem xét kinh điển trước khi phổ thông. Như có kinh luật chi làm cho bại phong hóa thì ba vị ấy phải truất bỏ, chẳng cho xuất bản. Mỗi chưởng pháp có ấn riêng, ba ấn phải có đủ trên mỗi luật mới đặng thi hành. Chưởng pháp phải can gián sửa lỗi của giáo tông. Nếu cả ba thấy lẽ vô đạo của giáo tông, có quyền đem đơn kiện nơi tòa thánh. Điều thứ ba, ba vị đầu sư của ba phái có quyền cai trị phần đạo và phần đời của tín đồ. Ba vị ấy đang quyền lập luật, song phải dâng lên cho giáo tông phê chuẩn. Ba vị ấy phải tuân mạng lệnh giáo tông truyền dạy. Như khoản luật lệ nào nghịch với sự sinh hoạt của nhân sanh thì ba vị ấy được nài xin hủy bỏ. Như luật lệ nào của giáo tông đã truyền dạy mà cả ba đều ký tên không tuân mạng thì luật lệ ấy phải trả lại cho giáo tông. Giáo tông truyền lệnh cho chưởng pháp xét nét lại. Ba vị có ấn riêng nhau, mỗi tờ giấy chi phải có đủ ba ấn mới thi hành. Điều thứ tư, 36 vị phối sư chia ra mỗi phái là 12 vị, trong ấy có ba vị chánh phối sư. Ba vị ấy đặng thế quyền cho đầu sư mà hành sự, song chẳng quyền cầu phá luật lệ. Điều thứ năm, giáo sư có 72 người, trong mỗi phái có 24 người. Giáo sư là người để dạy dỗ chư tín đồ trong đường đạo và đường đời, buộc giáo sư lo lắng cho chư tín đồ như anh ruột lo cho em. Giáo sư cầm sổ bộ của cả tín đồ, phải chăm nom về sự tăng hôn của mỗi người. Như tại châu thành lớn, giáo sư được quyền cai quản và cúng tế thầy, như thế đầu sư và phối sư. Giáo sư đặng quyền dân sớ cầu nài về luật lệ làm hại nhân sanh hay là cầu chế giảm luật lệ ấy. Giáo sư phải thân cận với tín đồ như anh em một nhà cần lo giúp đỡ. Điều thứ sáu, giáo hữu là người để phổ thông chân đạo của thầy, đặng quyền xin chế giảm luật lệ đạo, đặng phép hành lễ khi làm chủ mấy cái chùa nơi mấy tỉnh nhỏ. Có 3.000 giáo hữu, mỗi phái 1.000, chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt. Điều thứ bảy, lễ sanh là người có hạnh lựa chọn trong chư tín đồ mà hành lễ. Lễ sanh đặng quyền đi khai đàn cho mỗi tín đồ, phải vào hàng lễ sanh rồi mới mong bước qua hàng chức sắc. Luật lệ lập hội thánh này vi chiếu theo thánh ngôn mà đem ra. Điều thứ tám,
Đầu sư muốn lên trưởng pháp thì nhờ ba vị công cử nhau. Phối sư muốn lên đầu sư thì nhờ 36 vị công cử lên. Giáo sư muốn lên phối sư thì nhờ 72 vị công cử nhau. Giáo hữu muốn lên giáo sư thì nhờ 3.000 vị xúm nhau công cử. Lễ sanh muốn lên giáo hữu thì nhờ cả lễ sanh xúm nhau công cử. Ngồi giáo tông thì hai phẩm trưởng pháp và đầu sư tranh đặng, xong phải chịu toàn tín đồ công cử mới đặng. Kỳ dư thầy giáng cơ ban thưởng mới ra khỏi luật lệ ấy mà thôi. Luật lệ lập hội thánh này vi chiếu theo thánh ngôn mà đem ra. Chương 2: Về người giữ đạo. Điều thứ 9: Muốn xin nhập môn phải có hai người đạo đức tiến dẫn đến người làm đầu trong họ. Hai người tiến dẫn phải lo lắng chi biểu và dìu dắt người mới cho hiểu biết đạo lý. Điều thứ 10: Mỗi thánh thất từ đây phải lập minh thệ. Còn ai mới vô đạo, nội ngày đem tên vào sổ phải ra đứng giữa đại diện thề liền. Buộc phải thuộc kinh và thông hiểu luật pháp của đại đạo truyền ra. Điều thứ 11: Người làm đầu trong họ hay là chức sắc thay mặt cho mình phải đến làm lễ cúng khai đàn, trấn thần an vị cho người mới vào đạo. Điều thứ 12: Nhập môn rồi gọi là tín đồ. Trong hàng tín đồ có hai bậc. Một bậc còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người thường, song buộc phải giữ trai kỳ hoặc 6 hoặc 10 ngày trong tháng, phải giữ ngũ giới cấm và buộc phải tuân theo thế luật của đại đạo truyền bá. Bậc này gọi là người giữ đạo mà thôi, vào phẩm hạ thừa. Một bậc đã giữ trường trai, giải sát và tứ đại điều quy, gọi là vào phẩm thượng thừa. Điều thứ 13: Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ 10 ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp, vào tỉnh thức có người chỉ luyện đạo. Điều thứ 14: Chức sắc cai trị trong đạo từ bậc giáo hữu sắp lên, phải chọn trong bậc người thượng thừa mà thôi. Điều thứ 15: Bậc thượng thừa theo đại đạo buộc phải để râu, tóc, ăn mặc thường, phải dùng toàn đồ vải trắng hoặc màu theo phái của mình, song phải tùy tiện, chẳng nên xa xỉ. Chương 3: Về việc lập họ. Điều thứ 16: Nơi nào có đông tín đồ được chừng 500 người sắp lên thì được lập riêng một họ, đặt riêng một thánh thất, có một chức sắc làm đầu cai trị. Điều thứ 17: Sự lập họ phải có phép Đức Giáo Tông và phải do nơi quyền người. Điều thứ 18: Bốn đạo trong họ phải tuân mạng lệnh của chức sắc làm đầu trong họ, nhất nhất phải do nơi người, chẳng đặng tự chuyên mà trái đạo. Điều thứ 19: Một tháng hai ngày sóc vọng, bốn đạo phải tự lại thánh thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy, trừ ra ai có việc được chế. Điều thứ 20: Chức sắc giữ thánh thất mỗi ngày phải làm tiểu lễ 4 lần theo tứ thời Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Mỗi thời phải cúng đúng 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ tối và 12 giờ khuya. Đổ một hồi chuông trước khi hành lễ. Trong mấy thời này, bổn đạo muốn đến tụng kinh tùy ý. Chương 4: Về ngũ giới cấm. Điều thứ 21: Hễ nhập môn rồi phải cho dồi giữ tánh hạnh, cần giữ ngũ giới cấm là: nhất, bất sát sanh, là chẳng nên sát hại sanh vật; nhì, bất du đạo, là cấm trộm cướp, lấy ngang, lường gạt của người, hoặc mượn vay không trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy để ý hại cho người mà lợi cho mình, cờ bạc, gian lận; tam, bất tà dâm, là cấm lấy vợ người, thả theo đàn điếm, xúi dục người làm loạn luân thường,
hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tinh huê nguyệt, vợ chồng không gọi là tà dâm. Tứ, bất tử nhục, là cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc miệng ướt rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ dị. Ngủ, bất vọng ngữ, là cấm xảo trá láo xược, gạt gẫm người, khoe mình, bày lỗi người, chuyện quấy nói phải, chuyện phải theo dệt ra quý, nhạo báng chê bai, nói hạnh kẻ khác, xúi dục người hờn giận, kiện thưa xa cách, ăn nói lỗ mãng thô tục, chửi rủa người, hủy báng tôn giáo, nói ra không giữ lời hứa. Chương 5. Về tứ đại điều quy. Điều thứ 22. Buộc phải trau dồi đức hạnh giữ theo tứ đại điều quy là: 1. Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bậc thấp hơn điều độ, lấy lễ hòa người, lỡ làm lỗi thì phải ăn năn chịu thiệt. 2. Chớ khoe tài, đừng cao ngạo quên mình mà làm nên cho người, giúp người nên đạo, đừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người hiền. 3. Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả. Đối với trên, dưới đừng lần dễ, trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung. 4. Trước mặt sau lưng cũng đồng một bậc, đừng kỉnh trước rồi khi sau. Đừng thấy đồng đạo tranh đua, ngồi mà xem không để lời hòa giải. Đừng lấy chung làm riêng, đừng dụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên dễ dưới. Đừng cậy quyền mà yểm tài người. Chương 6. Về giáo huấn. Điều thứ 23. Trong đạo sẽ lập trường để dạy chữ và dạy đạo. Điều thứ 24. Cách dạy và các việc sắp đặt trong trường sẽ có lập thể lệ riêng. Điều thứ 25. Sau những người có giấy tốt nghiệp của nhà trường mới được dự cử vào hàng chức sắc trong đạo. Chương 7. Về hình phạt. Điều thứ 26. Trong bổn đạo, ai có phạm luật pháp về mấy điều khoản nhẹ thì về quyền người làm đầu trong họ phân xử và đặng răng phạt, quy hương tụng kinh sám hối. Điều thứ 27. Như phạm tội trọng hay là tái phạm thì phải đệ lên cho hội công đồng phán đoán. Hội ấy có một vị đầu sư hay là phối sư phái mình làm đầu và có hai vị chức sắc hai phái kia nghị án. Hội này được quyền trục xuất. Điều thứ 28. Về đường đời, bổn đạo có xích mích nhau cũng phải đến cho người làm đầu trong họ phân giải. Điều thứ 29. Chư chức sắc, ai có phạm luật pháp trong đạo thì đem trước tòa tam giáo phân xử. Điều thứ 30. Tòa tam giáo có Đức Giáo Tông làm đầu, ba vị chưởng pháp nghị án. Vị đầu sư phái mình về phần dân biểu buộc tội, một chức sắc hiệp thiên đài làm trạng sư. Điều thứ 31. Tòa này có quyền xử giáng cấp hay là trục xuất. Chương 8. Về việc ban hành luật pháp. Điều thứ 32. Trong hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành luật pháp này, chư tín đồ phải tuân y các điều lệ, ngoại trừ: 1. Những người làm nghề nghiệp phạm nhầm luật cấm thì được kỳ hạn 1 năm phải giải nghệ. 2. Những chức sắc chưa trường trai được kỳ hạn 2 năm phải tập theo cho kịp. Kỳ dư luật lệ thầy canh cãi phải tuân theo, còn bao nhiêu phải tùy cựu luật. Thế luật. Người được nhập môn hành đạo phải tuân y thế luật như sau này. Điều thứ nhất, hễ thọ giáo với một thầy thì tỷ như con một cha, phải thương yêu nhau, liên lạc nhau, giúp đỡ nhau, lấy lòng thành thật mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong đường đạo và đường đời. Điều thứ hai, nhập đạo rồi thì phải quên những việc oán thù nhau khi trước, phải tránh việc ganh ghét tranh đua và kiện cáo, phải nhẫn nhịn và hòa thuận với nhau. Rủi có điều chi xích mích phải vui nghe người làm đầu trong họ phân giải. Điều thứ ba,
Phải giữ tam can ngũ thường là nguồn cội của nhân đạo. Nam thì hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Nữ thì tùng phụ, tùng phu, tùng tử và công dung ngôn hạnh. Điều thứ tư, ra giao thiệp với đời thì phải tập và giữ tánh ôn, lương, cung, khiêm, nhượng. Điều thứ năm, đối với hàng đạo hữu phải nuôi nấng cái tình thù tạc với nhau, cho kháng khích cái dây liên lạc. Trong hàng tín đồ còn ở thế phải nhớ hai dịp là tang và hôn. Điều thứ sáu, việc hôn là việc rất trọng đời người, phải chọn hôn trong người đồng đạo. Trừ ra khi nào người ngoài ưng thuận nhập môn thì mới được kết làm giai ngẫu. Điều thứ bảy, 8 ngày trước lễ sinh, chủ hôn trai phải dán bố cáo nơi thánh thất sở tại cho trong bổn đạo hay, sau khỏi điều trắc trở. Điều thứ tám, làm lễ sính rồi hai đàn trai và gái phải đến thánh thất mà cầu lễ chứng hôn. Điều thứ chín, cấm người trong đạo từ ngày ban hành luật này về sau không được cưới hầu thiếp, ruổi có chích lẻ giữa đường thì được chấp nối. Thẳng như phụ nữ kia không con nối hậu thì thầy cũng rộng cho đặng phép cưới thiếp, xong chính mình chánh thê đứng cưới mới đặng. Điều thứ mười, trừ ra có ngoại tình hay là thất hiếu với công cô, vợ chồng người đạo không được để bỏ nhau. Điều thứ 11, con nít mới sanh phải chọn cha và mẹ đỡ đầu cho nó, phòng sau bảo hộ nó lúc đuổi phải thân côi. Điều thứ 12, đứa con nít khi được 1 tháng sắp lên phải đem đến thánh thất sở tại mà xin làm lễ tắm thánh và ghi vào bộ sanh của bổn đạo. Điều thứ 13, buộc cha mẹ con nít từ 6 tuổi chí 12 tuổi phải cho con vào trường học chữ hay là học đạo. Điều thứ 14, trong bổn đạo xảy có người mãn phần quy vị thì chư tín đồ trong họ phải chung cùng đến giúp và chia buồn với tăng chủ. Mỗi họ cũng nên lập một nghĩa địa riêng. Điều thứ 15, người làm đầu trong họ khi tăng chủ mời phải đến hiệp với chư tín đồ trong họ, làm lễ cầu siêu cho vong linh theo tân luật và đưa xác đến mộ phần. Điều thứ 16, trong việc tống chung không nên xa xí, không nên để lâu ngày, không nên dùng đồ âm công có màu sắc loè loẹt, chỉ dùng toàn đồ trắng, không nên đãi đằng rần rộ mà mất sự nghiêm tịnh và mất dấu bi ai. Điều thứ 17, trong việc cúng tế vong linh không nên dùng hy sinh, dùng toàn đồ chay thì được phước hương, không cấm lễ nhạc, song phải dùng lễ nhạc theo tân luật, tang phục thì y như xưa. Điều thứ 18, việc cầu siêu cho vong linh trong tuần cửu và đến lúc tiểu đại tường thì do nơi thánh thất sở tại mà cầu lễ. Bổn đạo trong họ nếu có mời phải đến mà cầu nguyện. Điều thứ 19, một người trong đạo gặp tai nạn thình lình thì bổn đạo trong họ hãy tùy hy chung nhau, tư trợ cho nhau qua lúc ngặt nghèo. Điều thứ 20, kể từ ngày ban hành luật này, người bổn đạo chẳng nên làm nghề gì làm cho sát sinh, hại vật, chẳng được làm nghề gì mà tội phong bại tục, chẳng được soạn hay là ấn hành những chuyện phong tình, huê nguyệt, không đặng buôn bán các thứ rượu mạnh và á phiện là vật độc làm cho giảm chất con người. Người nào đã lầm lỡ rồi hãy kiếm thế mà giải nghệ. Điều thứ 21, người bổn đạo ăn mặc cần phải kiệm, tùy phận tùy dương, cũng nên dùng đồ vải bô và giảm bớt hàng lụa. Điều thứ 22, người nào trong đạo phạm một hay nhiều điều răn cấm trên đây thì mấy người khác trong bổn đạo hay biết phải khuyên giải. Nếu chẳng nghe, phải đến tỏ cho người làm đầu trong họ hay, cho người để lời khuyên dạy. Điều thứ 23, nếu tái phạm hoặc không bỏ nết hư và nghiệp quý thì phải trục xuất. Trong bổn đạo không ai đặng nhìn nhận là đạo hữu nữa. Điều thứ 24, hội công đồng có đầu sư một phái làm đầu và hai chức sắc hai phái kia nghị sự, phán đoán về hình trục xuất theo lời của người làm đầu trong họ xin. Lệnh này sẽ dán nơi thánh thất sở tại cho chư tín đồ rõ biết. Tịnh thất. Tịnh thất là nhà thanh tịnh để cho các tín đồ vào mà tu luyện. Muốn vào nhà tịnh thất phải tuân y những điều lệ như sau này. Điều thứ nhất,
Trong hàng tín đồ, ai để xử tròn nhân đạo và giữ trai giới từ 6 tháng sắp lên thì được xin vào tỉnh thức mà nhập định. Điều thứ hai, phải có một người đạo đức hơn mình tiến dẫn và một người đạo hữu bảo hộ. Điều thứ ba, cấm không đặng thơ tín vãng lai với người ngoài, trừ ra thân nhân, song phải có người tịnh chủ xem trước. Điều thứ tư, cấm người ngoài không được vào nhà tịnh, chẳng luận là viên quan chức sắc cùng thân tộc tín đồ. Điều thứ năm, cấm không được chuyện vãng với người ngoài, trừ ra cha mẹ và con cháu đến thăm, song cũng phải có phép người tịnh chủ cho. Điều thứ sáu, nhập tịnh thất rồi phải tuyệt trầu thuốc và không được ăn vật chi ngoài mấy bữa cơm. Điều thứ bảy, phải giữ cho chân thần an tịnh, đừng xao xuyến lương tâm, phải thuận hòa, không được lớn tiếng, phải siêng năng giúp ích cho nhau và dìu dắt nhau trong đường đạo. Điều thứ tám, phải tuân mạng lệnh của một tịnh chủ, phải y theo giờ khắc sẽ định mà hành công tu luyện. Chung.